Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Tràng Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 224 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 1160 Gót sắt kiếm tinh Trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu Mộ dung tuyết sâu kính lên tiếng Nếu mà lặng tông chủ lo lắng đến toàn bộ đại cục Thì nên rõ ràng tiểu tử này gây tai họa Không có lưu lại được đâu Nếu mà tiếp tục bỏ mắt hắn nhất định sẽ hại càng nhiều người. Đúng vậy, đại ma đầu như ta thật không có nên để lại, nếu ta còn sống nhất định sẽ hại càng nhiều người. Khóe miệng xẹt qua một đường công tà dị, trác phàm cười to lên tiếng. Mộ dùng tuyết cô nương quả là có mắt độc đáo, liếc mắt một cái liền nhìn ra bản chất của ta. Ta chính là chân ma, đi đến đâu hại đến đó. Cho dù là mộ dung cô nương muốn giết ta, nhưng ma tử ma tôn của ta nhiều như vậy, dù ta nguyện ý để cho người giết, bọn họ cũng không có để cho người động đến sợi lông của ta đâu. Ý ngươi là sao? Ý ta là, ta là chân ma hại vô số người, nhưng mà lăng dân thiên, âu dương lăng thiên, kể cả sông rồng chi tùng đều là ma tử ma tôn của ta. Tuy rằng bọn họ không có muốn thừa nhận, nhưng mà trong nội tâm không có muốn để cho chân ma của ta chết. Mỹ mắt nhịn không được run rẩy mộ dung tuyết vẫn khó hiểu cười rạng rỡ trác phàm mới tiếp tục nói ngươi cho rằng chỉ có ngươi là biết ta nguy hiểm sao tất cả bọn họ đều biết một khi mà ta đi ra ngoài nhất định sẽ hại chết càng nhiều sinh linh đáng tiếc không có ai trong bọn họ dám giết ta bởi vì trong ta của ta có ba thanh đao nếu bọn họ giết ta ba thanh đao này của ta nhất định sẽ bay ra ngoài cùng với bọn họ đồng quy du tận cho nên bọn họ luyến tiếc ta chết ba thanh đao không sai thanh đầu tiên của ta chính là trùng thiên kiếm của thượng quan gia đông châu nếu ta chết phong ấn trùng thiên kiếm vĩnh viễn không có giải được hậu quả chính là thượng quan gia suy tàn lần này cùng với bất bại kiếm tôn đánh một trận bắc châu thất hãm sau đó đông châu thất hãm cuối cùng tất cả tứ châu đều thất hãm thanh đao thứ hai chính là phong thiên kiếm cũng giống như là trùng thiên kiếm thành đao thứ ba là Thiên Ma Sơn. Sông Long Diện từ 5 năm trước đã bị Thiên Ma Sơn dọa chạy cả nước tiểu. Hiện tại không có dám chọc nhất chính là đệ tử Thiên Ma Sơn, sợ Thiên Ma Sơn nổi giận, diệt Tây Châu. nhếch miệng khẽ cười, trác phàm, lóe lên tinh quang trong mắt. Đám người của Lăng Dân Thiên căn bản không quan tâm đến những người chết kia. Bọn họ chỉ quan tâm ta có thể đem phòng thiền kiếm trả lại, đem trùng thiên kiếm phá phòng ẩn hay không đây mới là tương lai của bọn họ sinh linh đồ tháng không có liên quan đến bọn họ năm châu thống nhất mới là chuyện trọng yếu của bọn họ thứ bọn họ để ý là bọn họ mất đi địa vị trong công môn còn lại sinh linh không có quan trọng chết bao nhiêu kỳ thật căn bản không sao cả cho nên ta nói ngươi đem chuyện của ta báo cáo lên thật sự là tìm phiền toái cho mình bởi vì ngươi nói càng nhiều bọn họ càng không có dám động đến ta mặc dù ta là một tù nhân, nhưng mà lại khống chế vận mệnh của bọn họ. Hoặc là nói, giờ này khắc này, ta đã không phải là tù nhân, mà là người. Cao thủ chính phái vẫn luôn một lòng muốn giết ta mới đúng. Vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn lại phát ra, thân ảnh tuyết phong tử lão xuất hiện trước mắt của mọi người. Sắc mặt nghiêm trang nói, phụng tông chủ chi lệnh bắt đầu từ hôm nay do bốn người chúng ta trông coi trác phạm thân thể nhịn không được hung hăng chấn động mộ dung tuyết nhìn bốn cái lão gia quả này thật sâu da mặt không ngừng run rẩy sâu kính lên tiếng lăng tông chủ phái bốn vị cao thủ thủ hộ thần kiếm trong coi bọn họ đây là có ý gì sợ nữ hộ vệ kia lại trở về cứu bọn họ sao mộ dung cô nương là biết rõ còn cố hỏi sao nếu ta muốn đi thì đã đi sớm rồi còn cần phải ở lại chỗ này sao chờ bốn cái lão đầu này đến giám sát à không khỏi cười một tiếng, trác phàm mặt tà dị nhìn cô. Huống hồ, lăng dân thiên cũng biết, thứ nhất là ta muốn xuất hải, thứ hai ta có thể đi nhưng mà lại không đi. Đã chứng tỏ ta tự nguyện ở chỗ này, cố ý tăng cường giám sát người tạm thời không có muốn rời đi như ta, kỳ thật đã không quý nghĩa gì quá lớn. Một người vốn muốn ở lại, người còn sợ hắn chạy đi sao? Mì mắt không khỏi khẽ run một cái, mộ dung tuyết hung hăng cắn răng bạc hai đấm nắm chặt tức giận cho đến cả người run rẩy đã hiểu được cái gì mộ dung liệt liếc nàng một cái cũng bất đắc dĩ thở dài kéo tay áo của nàng nói tuyết nhi đi thôi lăng tông chủ đều là gì đại cục đại cục gì không khỏi bỗng dưng nổi giận gầm lên một tiếng mộ dung tuyết gắt gao nhìn chằm chằm tuyết phong tứ lão nghiến răng nghiến lời nói bốn vị tiền bối tiểu nữ tử chỉ là muốn biết lăng tông chủ để cho bốn vị thiền bối đến đây quản một cái tên phạm nhân vốn không có muốn trốn như vậy ý đồ chân chính là cái gì nhìn nhau một cái tuyết phong tứ lão trầm ngâm một chút cũng là do đại cung phụng ra mặt nói mộ dung tiểu thư mình dám cho tông chủ để cho bốn người chúng ta ở đây đích thân là để trông chừng tiểu tử này tuy nói hiện tại hắn không có muốn trốn nhưng mà sau này thì sao huống hồ thực lực của nữ nhân kia đích xác sâu không lường được toàn tông trên dưới cũng chỉ có bốn người chúng ta mới có thể ngăn cản nàng cứu người đây là một mặt khác thì nói xong đại cung phụng thật cẩn thận nhìn hai quân muội mộ dung liệt một cái bỗng dưng không có lên tiếng nữa nói đi cái gì khác trong lòng đã rõ ràng nhưng mà mộ dung tuyết không chịu buồn tha hét lớn nghe được cái lời này tuyết phong tứ lão không có nói nữa chỉ cúi đầu. Trác Phàm ở trong địa lao cười nói tiếp. Mộ dung tiểu thư như thế là quá làm khó bốn vị tiền bối rồi. Chẳng lẽ thật là muốn trở mặt sao? Kỳ thật, người hẳn cũng đã biết. Ý tứ khác chính là mục đích đến của bốn vị tiền bối này chủ yếu là bảo hộ ta, tránh cho một số người có ý đồ xấu, không cẩn thận đem nhân vật máu chốt như ta giết chết. Hai thanh thần kiếm khó có thể trở về vị trí cũ làm hỏng đại sự của tứ châu nhất là người này còn có một đại ca thực lực cường hãn càng cần phải có cao thủ đến phòng bị không phải sao mồi hung hăng run rẩy mộ dung tuyết cắn chặt răng liếc trát phàm thật sâu sau đó mới nhìn về phía bốn vị cung phụng kia thấy bọn họ vẫn trầm mặt không nói phản phất như mặc định bất giác giận dữ hừ một tiếng dùng tay áo bụng đầy quỷ quất nghênh ngang rời đi trong mắt thậm chí còn có lệ mang chớp động bốn vị cung phụng nghiêng người nhường đường không có dám lên tiếng mộ dung liệt nhìn mọi người một cái cũng lắc đầu đuổi theo thoáng chốc nơi này chỉ còn lại có tuyết phong tứ lão đoàn người trác phạm còn có thượng quan kinh niên cùng võ thanh thu đây là lần đầu tiên ta thấy tuyết tỷ tức giận đến như thế nhìn về bóng lưng của mộ dung tuyết biến mất thượng quan kinh niên không khỏi kinh ngạc trong lòng bất giác sinh ra từng trận thương cảm, bất đắc dĩ thở dài thành tiếng. Nghe được lời của nàng, võ thành thu cũng khẽ gật đầu, trang đầy đồng cảm. Đúng vậy, vốn tưởng rằng mình đang là một kiện kỳ công trừ ma vệ đạo, bảo vệ thiên hạ thương sinh. Nhưng quay đầu nhìn lại, đồng đạo lúc trước lại nhào nhào phản bội, ngược lại coi nàng là đối tượng cần phòng bị. Cô lập nàng, chỉ sợ tâm tình của mộ dung cô nương giờ phút này không chỉ đơn giản là tức giận, mà còn là thất vọng đau khổ. Đúng vậy, tự cho là tà bất thắng chính, lực lượng chính đạo cường đại cỡ nào. Nhưng mà quay đầu mới phát hiện ra, nàng bất quá chỉ là một mình cô độc, nên chiến ma đầu ta mà thôi. Nàng không thất vọng đau khổ thì ai mới thất vọng đau khổ. Không khỏi ngửa mặt lên trời cười, trác phàm lên tiếng chăm chọc. Bất đắc dĩ, trợn trắng cô mắt, thượng quan khinh niên, có một chút quán giận trừng trác phàm một cái, Người cũng thật là, nếu đã bình an vô sự rồi, cần gì phải lên tiếng khích bác tuyết tỷ tỷ khiến cho nàng tức giận chứ. Không phải là ta khích bác nàng, là nàng đã lựa chọn một con đường cô độc nhất mà thôi. Chậm rãi khoác tay áo, sắc mặt của Trác Phàm bỗng dừng nghiêm túc, thản nhiên nói. Dục vọng trong lòng của người vô cùng vô tận, có dục liền có ma. Tu giả chính đạo chân chính trên thế gian này rất ít ỏi đại đa số mọi người bất quá là khoác lên cái tấm già chính đạo, cũng là người khó lòng diệt trừ ma tính trong lòng thôi. Nàng muốn kiên cường đi trên con đường trừ ma dễ đạo này, chỉ có thể thừa nhận cô độc cùng với phản bội như vậy. Chỉ có vượt qua, nàng mới có thể đạt tới chính đạo đỉnh phong. Bất quá, quá cương dễ gãy, cho nên ở nhân gian này, chính đạo tu giả kỳ thật cũng rất khó thành đạo. Hoặc là theo dòng nước chảy, quỷ hoại đại đạo của bản thân phi ma phi chính bất luôn bất loại hoặc lỡ thế gian đục ngầu này quỷ trong ta của những người khác bất quá chính đạo so với ma đạo có một con đường tắt tự nhiên chính là xuất thế tu luyện không hỏi hồng trần tục thế thành tâm quả dục cảm thụ thiên địa chính khí dễ thành đạo nhất cho nên ma đạo nhập thế mà thành hậu thế chính đạo nhập thế mà thoát khỏi thế gian nghe thấy cái lời này võ thành Thu cần nhắc một chút sau đó mới trịnh trọng ôm quyền đa tạ trác huynh đã nhắc nhở xin thủ giáo chúng ta cùng thủ giáo tuyết phong tứ lão suy nghĩ một lúc cũng như có điều suy nghĩ gật gật đầu nhào nhào hướng trác phàm giơ tay hành lễ vẻ mặt khâm phục chân thành nói tiên sinh tuy là tu giả ma đạo nhưng mà lại là một người có đại trí tuệ bốn người chúng ta cảm tạ đề điểm bất quá hiện giờ tông môn đại nạn bốn người chúng ta trong lòng còn có một chút lo lắng đợi cùng với tông môn cùng nhau vượt qua khó khăn này tất sẽ giống như tiên sinh nói quy ẩn tịnh tu không có để ý tới hồng trần thế tục này nữa bất đắc dĩ trận con mắt trác phàm không khỏi biểu môi ta đang đưa ra cái lời khuyên cho bằng hữu có quan hệ gì với các ngươi tự mình đa tình rồi không khỏi cười lớn bốn người một lần nữa bái lại mà Võ Thành Thu và Thượng Hoàng Kinh Niên thấy vậy cũng lạnh nhạt cười cười nhìn về phía Trác Phàm đầy kính ý. Tuy rằng đạo của Trác Phàm cùng với bọn họ bất đồng, nhưng cái phần cảm ngộ tâm cảnh này vô cùng trân quý. Bằng không, tuyết phong tứ lão kia sẽ không có dáng tôn hàng quý. Hướng về Trác Phàm hành lễ lộ ra một vẻ cảm kích. Có thể thấy được Trác Phàm thật lòng nhắc nhở hắn là tình nghĩa bằng hữu chân chính mà đám người trong địa lao bởi vì lời nói của trác phàm đều có một chút giác ngộ lăng tông chủ ngài cứ như vậy tin tưởng tiểu tử kia sẽ trả lại kiếm sao bộ hành dân e sợ thiên hạ không loạn còn ở bên tai của đám người lăng dân thiền lẩm bẩm cho dù mấy ngày nữa hắn thật sự trả lại kiếm nhưng mà toàn bộ trên dưới tông môn chết nhiều người như vậy ngài không truy cứu sao nói như thế nào mặc dù không có giết hắn cũng phải lột cái lớp da của hắn để răng đe. Bằng không, làm sao có thể hướng về những trưởng lão đã chết này bàn giao chứ? Thế diện của Hải Minh Tông đặt ở đâu? Bật đặc dĩ, liếc hắn một cái, lăng dân thiên không khỏi bật cười ra tiếng. Bộ Tông Chủ, hiện tại ta đã biết vì sao Hải Dương Tông lại bị lãnh vũ kiếm dương quỷ đi toàn bộ. Xem ra không chỉ là vấn đề ở thủ hạ rồi. Sao? Lăng Tông Chủ ngài có ý gì? Không khỏi sự sốt, bộ hành dân vẻ mặt khó hiểu. Tiểu tử này gian trá giả hoạt, hiện tại xem ra cái tai nạn hải dương tông chúng ta cùng với hắn tuyệt đối không thoát khỏi liên quan, cái này cùng ta có cái gì? Bật cười khoát tay, cắt đứt lời của hắn, lăng dân thiên sâu kính lên tiếng. Thân là người đứng đầu ở một tông, lấy đại cục làm trọng, trác phàm kia đích xác rất là giả hoạt, hơn nữa còn thập phần giỏi đánh thái cực, vừa rồi người cũng đã thấy Chúng ta vừa đi, hắn cái gì cũng không có phủ nhận. Hết thảy đều giao phó, hết thảy đều đáp ứng. Nhưng mà thực chất thì sao? Một kiện đồ cũng không có giao vào trong tay của chúng ta. Trung thiên kiếm, trung thiên kiếm không được giải phong ấn. Phong thiên kiếm không có trong tay, vẫn như trước, nắm giữ điểm yếu của chúng ta rồi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Nghiêm hình bức cung, hắn đã ra chiều bức ép cái gì chứ? Bởi vì những người đã chết mà tìm hắn để mà tính sổ sao? Trong tay của hắn còn cầm hai cái lá bài tẩy của chúng ta. Chúng ta đàm phán thỏa đáng với hắn. Hai cái lá bài kia lập tức có thể trở về. Nếu bởi vì một chút chuyện nhỏ này mà đi tính sổ, làm hỏng cái điều kiện đã đàm phán trước đó, lấy không có được hai thanh thần kiếm. Người Trung Châu mà đánh tới, chúng ta chết càng nhiều. Đến lúc đó, trách nhiệm này ai sẽ gánh? Bộ tông chủ sao? bất giác cựng lại bộ hành dân một trận á khẩu không nói nên lời bậc đặc dị lắc đầu lăng dân thiên không khỏi thở dài lên tiếng trác phàm này nói chuyện lời trong lời ngoài cương nhu song song làm cho chúng ta không có thể xuống tay chỉ là có thể bị hắn dắt mũi dẫn đi người này ngay từ đầu cũng đã tính toán xong hết rồi càng là để cho người trực tiếp mang phong thiên kiếm đi không có cho chúng ta có cơ hội lập tức muốn lấy lại thần kiếm giống như thả diều treo chúng ta, chúng ta mạnh mẽ nhưng mà lại không có nơi nào để xuất lực. Tuy rằng hiện tại hắn đã bị chúng ta nhốt lại, nhưng mà nhìn từ đại cục, chúng ta lại phản phất như là rối gỗ đã bị tiểu tử kia gắt gao khóa lại. Hơn nữa, nói xong, lăng dân thiên quay đầu nhìn về phía thượng quan gia cùng với sông lòng chí tôn bên kia, tinh mang trong mắt chợt lóe Tiểu tử kia cùng với người của hai châu này đều rất thân quen, cùng với bọn họ liên lụy cũng rất rộng lợi ích dây dưa không ngừng ngay cả khi chúng ta muốn động hắn bọn họ cũng sẽ không đồng ý huống chi chúng ta cũng không có muốn động đến hắn miễn cho quỷ đi ước hẹn lấy lại phòng tiền Kiếm cho nên trong tứ châu tam châu đã ăn ý đạt được thỏa thuận rồi chỉ có Nam Châu là không sao cả nha đầu Mộ Dung Tuyết kia lại là một bộ tính tình nóng nảy đản tiết độc lực khó chống đỡ cho nên ngay từ đầu mặc dù hắn vào địa lao bị phong ấn tù gì, chúng ta có nhiều đại lão dây quanh như vậy lại không có người có thể động đến hắn một sợi lông tơ hắn không sợ hãi trong lòng bất giác rùng mình hai tròng mắt của bộ hành dân đảo loạn sau lưng không có lý do lạnh lẽo tiểu tử kia cũng quá là khủng bố đi không hiểu sơn lộ thủy liền đem tay chân của tất cả chúng ta trói chặt Đúng vậy, Tây Châu thật sự sinh ra một nhân vật vô cùng khó lường. Đáng tiếc hiện tại đã không còn là người của Tây Châu rồi. Nhìn sông Long Chí Tôn thật lâu, Lăng Dân Thiên nhíu mày cảm thán một trận. Đúng lúc này, mộ dung tuyết thở phì từ trong địa lao đi ra, cũng không có chào hỏi mọi người, liền tiếp tục rời đi. Hiểu được tâm tình của nàng, Lăng Dân Thiên không có để ý, chỉ yên lặng nhìn nàng. Nhưng rất nhanh, mộ dung liệt gắt gào đi ra ngoài Lúc này cái vị lăng tông chủ này lại động Ngăn trở trước mặt của hắn Dù sao lửa giận của tiểu nha đầu kia Cũng không thể để tâm Nhưng mà khúc mắt trong lòng của mộ dung liệt Hắn lại nhất định phải sang bằng Bằng không sau này Hai châu không có liên minh được Mộ dung gia chủ đắc tội rồi Phong thiên kiếm đối với tông ta Thật sự quá trọng yếu Dạng lần không có thể mất Cho nên ta hiểu được Lăng tông chủ khách khí rồi tính tình của tiểu muội tại hạ tự nhiên rõ ràng lăng tông chủ phòng ngừa dạng nhất cũng là chuyện nên làm thản nhiên gật đầu một cái sắc mặt của mộ dung liệt ngược lại rất bình tĩnh thấy tình cảnh này lăng dân thiên rốt cuộc yên lòng cười nói mộ dung gia chủ thâm minh đại nghĩa như thế lăng mổ liền yên tâm hơn nhiều đợi ngày khác mộ dung tiểu thư hết giận lăng mổ nhất định sẽ phải xin lỗi trước mặt rồi cho tiểu thư một cái hài lòng nhưng mà không có đợi hắn dứt lời một tiếng thét dài dồn dập bỗng dưng gian vọng khắp nơi ngay sau đó một đệ tử hoảng hốt đi tới trước mặt của lăng dân thiên dỗ dàng đưa lên một đạo ngọc giảng nói khởi bẩm tông chủ tiền tuyến đã cấp báo đại quân kiếm tình đế quốc trung châu do trạm lòng kiếm dương đang thành sinh dẫn dắt đã hướng Bắc châu bên này tiến vào cái gì đồng tử nhịn không được co rụt lại mọi người nghe được tin tức này không khỏi tất cả đều ngây ngẩn cả người, thân thể không ngừng run rẩy. Gót sắt bất bại của kiếm tình đế quốc rốt cuộc bắt đầu chinh phạt rồi. Chương 1161 Sát Ý Ngự vũ nhiều như vậy sao? Không một chút ánh sáng chiếu tới, bất bại kiếm tôn, bách lý ngự thiên yên tĩnh, ngồi bó gối trên cái tảng đá lớn, hai con mắt khép hờ, sắc mặt bình tĩnh, hoàng thai lên tiếng. Trước mặt hắn là một bóng hình xinh đẹp quen thuộc, quỳ gối một chân, hai tay cung kính dâng lên một thanh trường kiếm xanh thẳm. Chính là Bách Lý Ngự Vũ sau khi mà thành công cướp kiếm từ trận doanh của đế quốc trở về. Mà kiếm trong tay của nàng chính là phong thiên kiếm. Chậm rãi mở ra hai con người, Bách Lý Ngự Thiên nhìn chầm chầm do ánh sáng của thiên kiếm, khóe miệng lộ ra một ý cười vui vẻ. Sau đó hút thần kiếm vào lòng bàn tay, liên tục cười to không tệ ngự vũ lần này ngươi không có để cho lão phù thất vọng có thể cầm về phong thiên kiếm cho lão phù nói như thế kết giới của hải minh tông không khác gì giấy lão phù muốn sang bằng cái chỗ đó cũng không cần phải tốn nhiều sức rồi ngự vũ lần này ngươi lập đại công đa tạ lão tổ tông dung trọng ngự vũ không dám nhận ôm quyền bách lý ngự vũ cung kính cúi đầu sao lại trầm ngâm một chút cẩn thận từng ly từng tỷ nói lão tổ tông minh xét lần này ngự vũ có thể lập đại công mai là có kế sách tinh diệu của trác phàm kia mới thành công được công lao này của ngự vũ hắn cũng có một phần nhưng bây giờ hắn đã chịu khổ ở lao ngục không có được sự che chở của lão tổ tông không biết khi nào lão tổ tông xuất thủ cứu hắn ra cánh tài tráng kiện đang khua trường kiếm chậm lại sắc mặt của bách lý ngự thiên đang từ hưng phấn trở nên lạnh xuống liếc mắt nhìn Bách Lý Ngự Vũ một bên, lẩm bẩm nói, Trác Phàm chính là cái tên tiền phàm lúc trước, cố làm ra vẻ trước mặt của Lão Phu sao? Sao vậy? Hắn đường đường là đệ tử của Thiên Ma Sơn, tên tiểu tử, dám nói ra hào ngôn sẽ diệt Lão Phu cùng với ngũ đại kiếm dương. Sao mà lại bị mấy cái thằng nhảy con của Hải Minh Tông bắt chứ? Xem ra không có gì hơn cái này. Lão Tổ Tông mình xét, mặc dù hắn xuất thủ không có nhiều, nhưng mà theo ngự vũ, nhiều lắm chỉ là dung hồn cảnh, không có gì đáng nói, chỉ có một cái miệng rất lợi hại, thích phù trương thành thế thôi. Dội cúi đầu một lần nữa, vẻ mặt của Bách Lý Ngự Vũ cầu khẩn. Lần này, hắn đã bị đám người của Hải Minh Tông bắt lại. Ngự Vũ đi trộm thần kiếm của bọn hắn. Những người kia nhất định sẽ dồn vào trên thân của hắn, không biết hắn có thể chống đỡ tới bao lâu. Mong là lão tổ tông kịp thời xuất thủ, cho cái đám cuồng giọng của Hải Minh Tông một bài học biểu dương quy danh của lão tổ tông lại vừa có đức dung trọng tiểu tử kia ân cứu mạng nhất cử lưỡng tiện cớ sao mà không làm chứ chắc hẳn đến lúc đó hắn nhất định sẽ rất cảm kích mà nghe theo lời của lão tổ tông long mài nhíu lại bách lý ngự thiên trừng mắt nhìn bách lý ngự vũ trong mắt của tinh màng nhấp nháy người đang dạy ta làm việc sao ngự vũ không dám thân thể rung lên một cái bách lý ngự vũ vội vàng quỳ trên đất lạnh lùng hừ một cái vẻ mặt của bách lý ngự thiên khinh thường biểu môi lúc trước để cho ngươi đi xem tiểu tử kia xem hắn có làm ra chuyện gì hay không nương theo đó để mà dò xét chút tình hình của tên thiên ma này bây giờ xem ra thiên ma sơn cũng không phải là tồn tại cao không thể giới thực lực của tên tiểu tử kia đã nói lên rất rõ cũng không có gì để ý nhưng mà lão tổ tông im miệng bách lý ngự vũ còn muốn lên tiếng Bạch Lý Ngự Thiên hét lớn lên một tiếng, đánh gãy lời của nàng, trong mắt tảng ra vẻ không vui. Bạch Lý Ngự Vũ, ngươi càng ngày càng không có quy củ, mới thả ra có mấy ngày, ngươi đã chơi đến điên rồi có phải không? Dám ở trước mặt của lão phu liếu lo không ngừng. Nếu không phải ngươi có công cầm phong thiên kiếm về, lão phu đã không có tha cho ngươi rồi. Mì mắt nhíu lại, Bạch Lý Ngự Vũ chần chờ một chút, nhưng mà suy nghĩ một hồi, nhắm mắt lại nói. Lão tổ tông mình xét cho, tuy thực lực của tiểu tử kia không phải là thuộc dạng tài năng xuất chúng nhưng mà mưu trí hơn người không dưới thừa tướng bách lý kinh dĩ nếu có thể thu hắn dưới trướng hẳn là sẽ có một sự giúp đỡ to lớn huống hồ lăn cướp kiếm này tiểu tử kia cũng lập đại công có công mà không có thưởng cũng không phải là phong phạm ngày thường của lão tổ tông ngự vũ xin lão tổ tông ra tay cứu mạng của hắn lộ ra ân đức của ngài thế nhưng còn không có đợi nàng nói hết một tiếng giang mãnh liệt đã phát ra thân thể của bách lý ngự vũ rung lên một cái đã bị đánh bay ra 100 trăm mét đụng gãi mấy chục cây thương thiên đại thụ đợi đến khi mà rơi xuống mặt đất cũng đã phóc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi chỉ là trong ánh mắt của nàng cũng không có vẻ phẫn hận như trước đây mà lại tràn ngập vẻ bất khuất bách lý ngự vũ ngươi quả thật không có muốn sống nữa sao lão phù kiều người im miệng nhưng mà ngươi vẫn dám mở miệng sao dám chống lại mệnh lệnh của lão phu tuyệt đối không có kết quả tốt đâu Hùng hăng nhìn chằm chằm nàng khí thế toàn thân của bách lý ngự vũ đại phóng hiển lộ ra một luồng sát ý băng lãnh dày đặc thân thể rung lên một cái trong lòng của bách lý ngự vũ hoảng sợ không dám nhìn về phía trước đúng lúc này một đạo hắc ảnh dục qua đi đến trước mặt của hai người chính là bách lý ngự lôi nhìn thấy tràn cảnh trước mắt lại nhìn về phía bách lý ngự vũ đang ngã trên mặt đất nam nhân bề ngoài thô kệch kia đã tính toán trong lòng không có tiếp tục nhìn nàng bách lý ngự lôi khom người đưa ngọc giảng về phía bách lý ngự thiên sâu xa nói lão tổ tông chỗ của thừa tướng truyền tin tới mười ngày sau chúng ta đã có thể động thủ rồi đến lúc đó gót sắt chinh phạt tứ phương ngay sụp đổ của bốn châu tới rồi ừm ta biết hơi gật đầu bách lý ngự thiên cầm lấy ngọc giảng cũng không có xem qua thu hồi vào trong giới chỉ sau đó quay người ẩn nấp vào khu rừng rậm đen nhánh kia. Trước khi đi còn phát ra một âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị. Cho nữ nhân này ăn 10.000 roi để cho nàng nhớ cho kỹ, thu hồi lại tâm tư của mình đi. Không người cúi đầu, Bách Lý Ngự lôi trầm mặt không nói. Sau đó đến trước mặt của Bách Lý Ngự vũ, đỡ nàng đứng dậy, lông mài nhíu lại nói. Đến cùng đã xảy ra cái chuyện gì? người mang phong thiên kiếm về lão tổ tông ắt là vui vẻ mới đúng chứ sao lại thế ta khẩn cầu cho lão tổ tông cứu mạng cái tên tiểu tử kia đáng tiếc lão tổ tông không chịu nhẹ chùi vết máu đỏ tươi nơi khóe miệng bách lý ngự vũ thở dài lên tiếng ta cho rằng lão tổ tông xem ở phân thượng ta đã lấy về phong thiên kiếm mà đáp ứng chút chuyện nhỏ này nhưng mà bất đắc dĩ lắc đầu vẻ mặt có bách lý ngự lôi quán giận nói Ngươi quản cái chuyện nhỏ nhặt này chi vậy? Lão Tổ Tông chỉ là muốn nhìn ra sâu cạn của tên tiểu tử kia. Cũng không quý là mời chào hắn. Mà mấy ngày nay, Lão Tổ Tông đã nói tiểu tử kia rất là giả hoạt. Lần chinh phạt Bắc Châu này có thể thuận tay diệt trừ hắn cũng tốt. Chỉ đợi ngươi khi nào mà tìm hiểu tình hình trở về, liền quyết định có nên động thủ hay không. Bây giờ tiểu tử kia đã bị bắt, đã nói rõ hắn không có gì hơn cái này sự kiên kỵ của lão tổ tông với thiên ma sơn cũng đã ít đi rất nhiều rồi bây giờ không có bắt tiểu tử kia đã rất không tệ rồi sao có thể cứu hắn chứ cái gì lão tổ tông muốn giết hắn vì vì cái gì khẽ giật mình vẻ mặt của bác lý ngự vũ trở nên ngưng trọng mặc dù thực lực của hắn cũng không có bằng được cửu kiếm dương thậm chí là quy nguyên cảnh nhưng mà lại thiên phú dị bẩm trí dũng song toàn chỉ cần là bồi dưỡng thêm ngày sau tất có tiền đồ bất khả hạn lượng, sao mà tổ tông lại muốn... Bạch Lý ngự lồi, bất đắc dị nói, ngự vũ, lão tổ tông lại, chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Tuy là ngày thường, hắn luôn nói là muốn đọc cô cầu bại, nhưng mà hắn lại muốn có người vượt qua hắn sao? Chớ có thấy hắn, đối với ngoại tình kiếm giường như là đang thanh sinh, thượng quan phi dân, sủng hạnh có thừa. Cái gì mà anh hùng trọng anh hùng, đó là bởi vì lão tổ tông hắn sớm nhìn ra, tiềm lực của mấy người đó đã đến đường cuối rồi, đã không có bất kỳ ai uy hiếp gì đến hắn. Thế nhưng tiểu tử kia lại khác, lần trước người không thấy sao, hắn chỉ dùng cái lời nói liền áp lại lão tổ tông. Cổ khí phách kia thiếu chút nữa đã ị trên đầu của lão tổ tông rồi, ngay cả chúng ta đều đã bị hù cho đến sự sốt. Mà trên thân của hắn lại có khí tức làm cho chúng ta kiên kỵ bởi vậy, lần trước lão tổ tông cực kỳ khách khí đối với hắn, nhưng mà cũng đề cao cảnh giác rồi. Lần này lão tổ tông lại biết được hắn không có gì lợi hại, chỉ là đang phô trường thành thế thôi, thì càng là muốn diệt trừ hắn. Tuy bây giờ hắn đang phô trường thành thế, nhưng mà trên thân có tiềm chất vô hạn, không chừng sau này lại biến thành thật đó. Nhân vật như vậy, sao mà lão tổ tông có thể buông tha chứ? Người còn nói hắn văn võ song toàn, cái này càng thêm tố kỵ. Cửu đại kiếm dương, lão tổ tông không có để vào trong mắt, bởi vì không có một ai có thể đánh được với hắn, thậm chí còn không có khả năng tiến lên. Bạch Lý Kinh Dĩ tuy thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mà lão tổ tông cũng không có để vào trong lòng. Dốc hết toàn lực, người không có thực lực, cho dù thông minh đến đâu, cũng chỉ là mục tiêu bị đánh lén. Có thể giết hắn trong nháy mắt, đã chấp trưởng thiên hạ, lại có từng binh sĩ đột kích. Đây không phải là muốn quỷ đi cơ nghiệp của lão tổ tông sao? Ngươi lại khen tiểu tử kia trước mặt của lão nhân gia ông ta, vậy tiểu tử kia càng thêm xong đời rồi. Như vậy là lão tổ tông nhất định phải giết hắn sao? Như vậy làm sao mới tốt đây? Thân thể chấn động, bách lý ngự vũ có một chút giật mình lo lắng, hai con mắt run run thậm chí đến hai tay cũng lay động không ngừng. Bạch Lý Cảnh Lôi thấy cảnh này nhíu mày lộ vẻ ngờ vực. Ngự vũ từ sau khi mà trở về Ngươi trở nên rất là không thích hợp Sao mà ngươi lại chú ý Đến sống chết của tên tiểu tử kia vậy Trước nay ngươi luôn đọc lai like, độc giảng Bọn thủ hạ bên cạnh Mấy trăm năm Chết một mạng lớn cũng không có nhíu mài Nhưng bây giờ mới ở bên cạnh Tiểu tử kia có mấy tháng Sao mà ngươi phải vì hắn mà đắc tội với lão tổ tông Ngự vũ ngươi Ngự lôi đại ca Ta ta không có muốn cô đơn Một người nữa bờ môi run rẩy bách lý ngự vũ nhìn chằm chằm bách lý ngự lôi cầu khẩn nói ngự lôi đại ca bình thường tiểu muội được ngươi chiếu cố vô cùng cảm kích bây giờ lão tổ tông muốn giết hắn ngươi có thể nghĩ biện pháp thay cho tiểu muội bảo vệ hắn chu toàn không đại ân đại đức này ta sẽ vô cùng cảm kích nói xong bách lý ngự vũ đã quỳ xuống dội đỡ lấy thân thể của nàng lên bách lý cạnh lôi đã nắm chặt cánh tay của nàng thở sâu bất đắc dĩ nói ngự vũ ngươi thật là cho đại ca một nan đề người mà lão tổ tông muốn giết thiên hạ này ai có thể giữ được chứ ngự lôi đại ca cầu xin ngươi đó trong mắt lóe lên lệ quan yêu kiều mặt mũi của bách lý ngự vũ đều tràn đầy vẻ chân thành tha thiết bách lý ngự lôi nhìn chăm chăm nàng trong lòng bỗng mềm nhũng thở dài một hơi người trước là đi lãnh rồi hình cùng với ta còn chuyện này để ta suy nghĩ lại ngự lôi đại ca giúp ta đi đa tạ lúc này bách lý ngự vũ vui vẻ ra mặt lộ ra một nụ cười sáng sủa không có chút để ý đến thường thế trên người bách lý ngự lôi thấy vậy mới liền cười khổ ngự vũ đây là người của trước kia biết cười rồi thật tốt chương 1162, bốn bề thọ địch. Ba ngày sau, Hải Minh Tông chính thức tiến vào cái trạng thái chiến tranh. Các đệ tử đều giống như là gà được tìm máu, vũ trang đầy đủ, đầy đủ đan dược, linh binh, linh thú. Mà từng cái đạo ánh sáng, truyền tống cũng đã rơi như sao băng. Dung dậy khắp tông môn, ba châu khác cũng phải diện quân ào ào, đuổi tới thông đạo truyền tống, đều đã chuẩn bị đến Bắc Châu tham dự đại chiến kinh thiên này mà chúng đệ tử của Tây Châu biết người xuất thủ trên diễn võ trường chính là Trác Phàm đã chết đi nhiều năm, cũng rất là sợ hãi muốn đi thăm viếng, nhưng mà vì chiến sự khẩn cấp, trong tông môn trấn giữ chặt chẽ, đi thất bại, bọn hắn cũng có một chút thất vọng. Dù sao cái vị này á chính là đệ nhất đệ tử chính thức của Tây Châu, bọn họ cũng muốn lãnh hội phong thái của hắn, tuy bây giờ hắn lại là tù nhân. Riêng mấy cái lão bằng hữu cũng là muốn đi ôn chuyện nhưng mà vì tông môn giới nghiêm không có được như hy vọng đến nỗi những cao tầng trong tông môn kia mấy ngày nay tất cả đều dây quanh trên đại điện của tông chủ thô diễn xu thế chiến tranh trên địa hình bàn cát của nam châu bận cho tới tối tâm mặt mũi tâm thần khẩn trương bất an dù nói thế nào lần tấn công này đối phương đã dùng quả lực rất mạnh binh sĩ của bất bại kiếm tôn từng đột kích đi vào trong chỗ của bọn họ che giấu chính là một quả bom hẹn giờ lớn nhất. Ngẹn ở cổ của bọn họ, rất nhiều cao thủ không có tiện ra tay. Tiền tuyến có đàn thành sinh xuất lĩnh đại quân đến, quả lực cũng không kém. Nếu không có cao thủ tỏa trấn, bọn họ tất sẽ liên tục bại lui. Có sự ngăn cản như vậy, trận chiến này khó đánh rồi. Bạch Lý Kinh Dĩ quả là một tuyệt thế thiên tài. Đầu tiên, để cho bọn người có bất bại kiếm tôn đi vào nội địa của chúng ta rồi biến mất không thấy. Để kiềm chế chiến lực của chúng ta, bọn họ dù án binh bất động thì chúng ta không có dám xuất kích tùy tiện. Tiền tuyến xâm chiếm từng bước mà chúng ta chỉ có thể đứng nhìn, quả là mình trơ mắt chờ chết. Long mài nhíu lại, vẻ mặt của lăng dân thiên bi thảm, nhìn về đại lão các châu bốn phía nói, không biết các vị còn kế sách gì hay không, xin chỉ giáo. Liếc nhìn bọn họ một cái thật sâu, mộ dung liệt bất đắc dĩ lắc đầu phần lớn người ở nơi này đều là quân nhân đơn đã độc đấu thì vẫn được nhưng mà nếu muốn giải quyết cái bẫy động trời này thì thật là quả làm khó chúng ta rồi huống hồ đây không phải là bố trí của cao thủ bình thường mà là kế hoạch của bách lý kinh dĩ chúng ta càng khó chống đỡ hơn đúng vậy tây châu bọn ta tuy có mấy mưu sĩ không có tầm thường còn có một nhóm hành quân thiện nghệ bảo vệ biên cảnh tây châu nhưng mà đáng tiếc lão phu không có mang đến nếu không bọn họ cũng có một chút biện pháp rồi lông mài nhíu là thật sâu hát nhiêm chỉ tôn thâm thẳm lên tiếng khẽ gật đầu âu dương lăng thiền nói mấy năm nay tây châu của lạc minh là một tướng soái cầm đầu tốc độ phát triển rất nhanh bây giờ việc trưởng khống biên giới tây châu đều phải nhờ bọn họ không sai sau khi mà bọn họ tiếp nhận an toàn của tây châu xác thực mạnh hơn trước bật cười một tiếng vẻ mặt của bạch mi chí tôn cũng tốt hơn một chút chỉ tiếc là bọn họ là trụ cột vững dàng trong việc phòng vệ tây châu nếu không đưa bọn họ tới diện trợ tiền tuyến của bắc châu trước chiến sự chúng ta cũng không cần phải quá quan tâm như bây giờ mỉm cười biểu môi bộ hành dân bật cười một tiếng xem ra bạch mi chí tôn rất có tự tin cho phòng tuyến của tây châu lạc minh của tây châu các người lợi hại như vậy Vậy lần sau, lúc mà Tây Châu bị Trung Châu dây công, thì bọn ta cũng không cần phải gấp gáp đi diện trợ, dù sao các ngươi cũng có trụ được một thời gian rất lâu. Rìa mép hơi rung lên, bạch mi chí tôn, nhẹ nhìn hắn một cái, thầm hư nhẹ, từ chỗ chội kiến, biểu môi không lên tiếng. Thế mà đúng lúc này có một tiếng hét lớn vang lên, một tên đệ tử mới vội dàng, bên ngoài hấp tấp chạy vào, khom người cúi đầu. Trong tay trình lên ngọc giảng, cũng không phải là đưa cho bản tông tông chủ lăng dân thiên mà là đưa về phía sông lòng chỉ tồn hai vị chí tồn đại nhân ngọc giảng khẩn cấp tây châu gặp nguy nan cái gì trong mắt có rụt lại hắc nghiêm chí tồn dội dàng cầm ngọc giảng xem một cái rồi sợ hãi tây châu nguy nan cầm sắc kiếm dương một trong cửu kiếm dương đang lãnh binh xâm chiếm tây châu lời vừa nói ra mọi người hoảng hốt lên tiếng cái gì sao có thể bách lý kinh dĩ này lại muốn đồng thời tác chiến hai châu chiến lực trung châu có mạnh đến như thế không các vị tây châu đã gặp nạn có thể nào cung kính ôm quyền hướng về mọi người vẻ mặt của hắc nghiêm chí tôn dội dàng bộ hành dân thấy vậy nhếch miệng cười một tiếng có một chút hả hề nói hắc nghiêm chí tôn chớ có thay đổi quá nhanh người nào trong chúng ta không biết phòng tuyến của tây châu các ngươi có lạc minh đánh trận giỏi nhất chống đỡ rồi sẽ không có bị chiếm đóng quá nhanh đâu. Hiện tại vẫn nên ứng phó phiền phức của Bắc Châu trước, sau đó mới đến Tây Châu cũng không muộn. Người trong mắt trừng một cái, hắc nhiềm chỉ Tôn giận cho đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó mới dậy tài nói, đi thông tri đi, kêu người của Tây Châu chuẩn bị một chút, chúng ta trở về Tây Châu. Hai vị chí tôn đừng có tức giận, bốn châu một thể, chúng ta cũng không phải là từ bỏ Tây Châu không cần thiết nghe lời nói bậy của bộ tông chủ chứ. Quýnh lên, lăng dân thiên, khom người cúi đầu nói lời xin lỗi. Chậm rãi khoát tai, hát nhiêm chí tôn cũng đã cúi đầu dạng phần ai nãy nói. Lăng tông chủ khách khí, lão phu không phải là người lòng dạ hẹp hòi như thế. Nhưng mà Tây Châu gặp đại nạn, chúng ta không thể không để ý tới. Chiến sự lần này của Bắc Châu, chúng ta cũng không có giúp được. Thật xin lỗi, đợi chúng ta yên ổn đại chiến sự của Tây Châu nếu mà rảnh tài, nhất định bỏ ra một chút sức lực hỗ trợ Bắc châu đó là đương nhiên bốn châu liền một thể diện trợ lẫn nhau mới đúng cúi đầu thật sâu lăng dân thiên cũng là một người cực kỳ biết lễ chặn lại nói tây châu gặp nạn các vị nên bảo vệ tây châu trước đợi chiến sự của bắc châu ta ổn định lại chúng ta nhất định cũng sẽ tới diện trợ nghe được lời này mặt mũi sông long chí tôn cũng đầy vẻ cảm kích cúi đầu thật sâu mà chỉ trong một lát, đám người của Tây Châu cũng đã tập hợp toàn tất bên ngoài cửa điện, chuẩn bị trở về cương vực Bản Châu. Người của Ba Châu còn lại cũng đưa tiễn ra ngoài rất ân cần. Nhưng đúng vào lúc này, lại có một tiếng hét lớn vang lên. Lần này có một đệ tử đi vào trước mặt của mọi người, trong tay cầm một khối ngọc giản màu xanh biếc, khom người trình lên mộ dung liệt. Mộ dung gia chủ Nam Châu cấp báo tử kiếm tiền chỉ huy đại quân tiếp cận lĩnh vực Nam Châu. Xin mời mộ dung gia chủ mau chóng trở về. Cái gì? Nam Châu sao? Da mặt co lại, thân thể của mộ dung liệt chấn động một cái, đẩy mắt run run. Thế nhưng không có đợi hắn kịp phản ứng lại, đã có một tiếng cấp báo vang lên. Một tên đệ tử đưa một khối ngọc giảng xanh biếc đến người của Thượng quan Phi Hùng dội vàng nói. Thượng quan gia chủ, Đông Châu cấp báo, Thượng quan Phi Dân dẫn 30 triệu đại quân của Trung Châu xuất hiện ở biên cảnh Đông Châu, xin thượng quan gia chủ cho quyết sách. Sao lại thế? Ngay cái Đông Châu cũng... Khóe miệng run rẩy thượng quan Phi Hùng nghe thấy tin tức này, trong nháy mắt liền ngạc nhiên đến ngay người. Bọn người nghe thấy đều là trợn tròn con mắt. Từ sau khi mà Bắc Châu xuất hiện chiến sự, Ba Châu, Đông Tây Nam lại đồng thời xuất hiện địch quân, mà người mang binh toàn là cao thủ cấp bậc kiếm dương. Bạch Lý Kinh Dĩ này đang muốn làm cái gì đây? Phái ra tất cả binh lực của Trung Châu lấy một địch bốn. Muốn là một hơi cầm xuống bốn châu sao? Bịch một tiếng, ngã co quắp trên mặt đất. Hai mắt của Lăng Dân Thiên hiện lên vẻ giật mình lo lắng. Đã ngây người thì thào lên tiếng. Cái tên Bạch Lý Kinh Dĩ trong truyền thuyết này tính toán chi li là cái hạng người âm hiểm khôn ngoan Sao bây giờ lớn mật như thế, lại dùng kế sách dập nồi diềm thuyền này mà xuất ra toàn lực đây. Đúng vậy, nếu cứ như vậy thì Tây châu đã trống rỗng, hắn không có sợ nội loạn nổi lên từ bốn phía sao? Dù thế nào, Trung châu lấy lực lượng của một châu lại là muốn đồng thời khai chiến cùng với bốn châu còn lại, cho dù là kiếm tình đế quốc cũng phải móc sạch quân lực. Lúc này một khi mà trong nước có rung chuyển thì kiếm tình cũng có nguy cơ dông quốc sao hắn lại làm thế chứ? Mỹ mắt rung lên, vẻ mặt của mọi người mờ mịt, không hiểu cho lắm. Thượng quan phi hùng trầm ngâm một chút, cũng nhịn không được bật cười nói. Chúng ta nói người ta dông quất cái gì chứ? Nếu bây giờ không có một chút biện pháp, chỉ sợ người bị dông quất trước là chúng ta. Đúng vậy, xin lỗi, lăng tông chủ, chúng ta phải trở về bảo vệ quốc gia, cáo từ. Đúng vậy, tuy là chúng ta rất là muốn giúp Bắc Châu, nhưng bây giờ tự thân của chúng ta cũng khó đảm bảo rồi, thật xin lỗi. Lăng Tông Chủ, mặc dù chúng ta là lão bằng hữu, nhưng bây giờ chúng ta cũng đã gặp nguy cấp, bất đắc dĩ xin lỗi nha. Tất cả mọi người đều kinh quản rối loạn, ôm quyền hướng về Lăng Dân Thiên, chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Bây giờ bọn họ quan tâm nhất chính mình, sao lại để ý đến những người khác chứ? Mặt mũi của Lăng Dân Thiên tràn đầy giả thất lạc, co quắp ngã trên mặt đất bất đắc dĩ thở dài lắc đầu nói giải tán tất cả mọi người cùng giải tán nơi này cũng coi như xong thử hỏi nếu bốn châu chúng ta không có liên hợp lại sao có thể chống lại sự chinh phạt của trung châu hiện tại bắc châu là nặng nề nhất bất bại kiếm tôn cùng với ngũ đại kiếm dương đều ở chỗ này nhất định sẽ bị tiêu diệt đầu tiên nếu chúng ta không đoàn kết một chỗ kết cục của mỗi châu cũng sẽ bị diệt vong chỉ không biết người nào đi trước người nào đi sau thôi lời của lăng tông chủ chúng ta cũng hiểu rõ chỉ là hy sinh ai đây liếc nhìn thật sâu về lăng dân thiên hắc nhiệm chỉ tồn bất đắc dĩ thở dài nói chúng ta đều biết đoàn kết thì sống chia lìa thì phải diệt nhưng bây giờ chúng ta không có lựa chọn khác rồi ta là người của tây châu tất nhiên cũng muốn tây châu yên ổn thượng quan gia chủ là người của đông châu bảo hắn dứt bỏ an nguy của Đồng châu chắc chắn cũng không có đồng ý nam châu bắc châu sao mà lại không phải thế đây lần này bách lý kinh dĩ cho chúng ta một nang đề khó không ai có thể trả lời được chỉ có sau khi mà kết thúc khảo thí nộp giấy trắng chờ chết mà thôi nghe được lời này mọi người nắm chặt quyền nghiến răng nghiến lời nói đúng vậy cái tên bách lý kinh dĩ này đúng là gian trá Hắn muốn thấy chúng ta sụp đổ khi không thể cứu vãn mọi việc. Muốn nhìn để mà chê cười chúng ta. Tên ác ma này, hắn đang đùa bỡn chúng ta. Muốn hy sinh ba châu, bảo vệ một châu. Đề mục như thế, còn mẹ nó ai có thể giải được. Lời vừa nói ra, mọi người liếc nhìn lẫn nhau, đều bất đắc dĩ cúi thấp đầu. Bọn họ không ai muốn bỏ đi cái địa bàn của mình, cho nên bỏ lại chính mình, ngồi chờ đại quân của Trung Châu đến thu hoạch sao. Tất cả mọi người bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt ai tháng, trang đầy vẻ tuyệt vọng. Có lẽ kết cục của các châu chúng ta chỉ có thể phó thác cho trời, kéo dài hơi tàn, có thể chống bao lâu liền chống bấy lâu. Có lẽ có một người có thể giải được đó. Chợt có một tiếng nói do dự truyền vào tai của tất cả mọi người. Trước mắt sáng lên, mọi người nhìn về phía kia, chính là Thượng quan Gia Chủ, Thượng quan Phi Hùng. Đám người mới dùng dập hỏi, người nào? Cổ Nhất Phàm trong mắt lóe lên tinh mang, thượng quan Phi Hùng bình tĩnh lên tiếng: À không, bây giờ phải gọi là đệ nhất đệ tử của Tây Châu, Trác phàm mới đúng. Hắn từng ở Trung Châu giúp ta đoạt kiếm, Bách Lý Ngự Vũ giao thủ hai lần cùng với hắn đều đại bại. Nếu trên đời còn ai có thể phá nan đề này của tuyệt thế thiên tài Bách Lý kinh Dĩ, ta thấy chỉ có hắn thôi." Chương 1163 cầu ma. Nghe được lời này, mọi người mới nhìn nhau trầm ngâm một chút, đều hơi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đúng vậy, bọn họ đều đã gặp qua trác phàm, luận gian trá giả hoạt, đích xác không phải là phàm nhân, nhất là sông Long Chí Tôn, lại càng cho là đúng, gật đầu đồng ý nói. Tài năng của tiểu tử trác phàm này, năm đó ở Tây Châu, cũng là gian danh một thời, thậm chí hiện giờ, lạc minh nhanh chóng giọt lên, đều là do một tài hắn chế tạo, lần này tứ châu đại nạn đích xác có thể trưng cầu ý kiến của hắn có lẽ có cơ hội cứu giảng rồi ừm uhm, đã như vậy chúng ta không ngại người của địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người của địa vị thấp đi cầu giáo một phen đi không được nhưng sau khi mình lăng dân thiên cân nhắc một chút vừa mới gật đầu đáp ứng một tiếng hét lớn dứt khoát nhất thời gian vọng bên tai của mọi người quay đầu nhìn lại đã thấy mộ dung tuyết đang trợn mắt vẻ mặt kiên nghị nhìn mọi người kiên quyết phản đối người nọ là tai họa chỉ mang đến tai nạn cho ngàn vạn sinh linh chúng ta làm sao có thể đem đại chiến liên quan đến hàng trăm triệu sinh mệnh này giao cho một người như vậy chứ đó không phải là độc hại thương sinh sao lông mày cao lại thật sâu lăng dân thiên trầm ngâm một chút lại nhìn về phía mộ dung tuyết nghiêm túc nói vậy đối với tình thế trước mặt mộ dung tiểu thư có kế sách gì không ta bất giác cưỡng lại mộ dung tuyết nhất thời nghẹn lời không có biết nói gì bất đắc dị lắc đầu lăng dần thiên không khỏi thở dài một tiếng mộ dung tiểu thư thứ cho lão hủ nói thẳng cái gọi là uống rượu giải khát một người trong sa mạc sắp chết khác rồi đột nhiên phát hiện ra một bình nước hắn sẽ quản trong cái bình nước này có độc hay không bây giờ chúng ta đang trong một thời điểm khẩn cấp chỉ là muốn tìm một biện pháp khả thi để giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Về phần biện pháp này là một ý kiến tốt hay là ý kiến xấu sẽ tạo thành hậu quả gì? Chúng ta không có thể lo lắng nhiều như vậy. Mộ dung tiểu thư, nếu người có thể đưa ra một phương án khả thi, chúng ta sẽ nghe lời của người. Nếu như không được, mong tiểu thư không cần phải cản trở. Nói xong, lăng dân thiên không khỏi khơm người thật sâu với nàng nhưng mà mặt đầy lạnh lùng, sau đó mới nhìn về những người khác nói, chúng ta đi thôi, đi xem vị đệ tử đệ nhất Tây Châu kia có thể cung cấp thượng sách gì. Dứt lời, hắn mới liền dẫn đầu đi về phía địa lao. Những người khác dỗ dàng đuổi theo, trong mắt chớp động ánh sáng hy vọng cuối cùng, chỉ có một dung tuyết nắm chặt nắm đấm, ngơ ngác đứng tại chỗ, vẻ mặt không cam lòng. Tuyệt nhi, đại cục là trọng, không có cần ôm thành kiến của mình không buông. Lúc này, mộ dung liệt đến bên cạnh nàng, vỗ vỗ bờ vai của nàng, bật đặc dĩ thở dài. Cắn chặt môi, mộ dung tuyết phẫn quốc lên tiếng. Ta đây không phải là thành kiến, tiểu tử kia tâm thuộc bất chính, chủ ý tất nhiên là tà trong tà, sẽ không băn khoăn an nguy của thiên hạ thương sinh, chỉ là vì sao? Lăng tông chủ bọn họ nhất định phải hướng ma đầu kia cầu sinh chứ, cùng với ma nhảy múa sao? Đây cũng không còn cách nào người đến tuyệt cảnh có một cây rơm cứu mạng cũng không tệ quản hắn là thần hay là ma chứ không khỏi thở dài một tiếng mộ dung liệt bật cười lắc đầu dỗ dỗ đầu của mụi mụi mình ngược lại đủ theo bước chân của mọi người giờ này khắc này hy vọng duy nhất của bọn họ chính là trác phàm vị thiên tài từng đánh bại bách lý kinh dĩ có thể giúp cho bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn về phần chủ ý này hèn hạ vô sĩ cùng gia mù cỡ nào bọn họ không quản nữa mặt khác trong địa lao giờ khắc này trác phàm vẫn hưởng thụ cuộc sống ấm áp khó có được một chiếc lược dài bằng gỗ tử mọc nhẹ nhàng xẹt qua mái tóc bạc mái tóc dài như là thác nước chỉnh tề chiếu vào trong mắt của trác phàm khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh nhạt trác phàm nhìn kiều thê trước mặt thật sâu trong mắt đều là ôn nhu vô tận sau đó nhìn về phía tước nhi ở một bên cười nói Thế nào? Lần này ta chải búi tóc cho nương của ngươi thế nào rồi? Được, có tiến bộ. Dương một ngón tay cãi ra, tước nhi cười hì hì. Trác phàm nghe được cũng khẽ gật đầu, trong mắt một mảnh, vẻ thảnh thơi. Vậy là tốt rồi, ta chải tóc cho nương của ngươi ba ngày. Từ dụng về đến thành thạo, lại là cảm giác vĩnh viễn cũng chải không đủ. Chỉ là hy vọng trước khi mà rời đi, có thể dùng tay nghề tốt nhất chảy một lần nữa cho nương của người là tốt rồi miễn cho ngày sau trở thành hối tiếc cha lần này đi bắc hải chúng ta nhất định có thể bình an trở về cha yên tâm đi sắc mặt bất giác hơi trầm xuống tước nhi nghe ra ý ngoài của trác phàm không khỏi lên tiếng an ủi khẽ mỉm cười trác phàm từ chối chỗ ý kiến chuyện sau này ai có thể nói rõ ràng vẫn nên sớm tính toán tốt nhất lần trước ta chính là bởi vì không có chuẩn bị trước, không có từ biệt mà chia tay. Kết quả nương của ngươi mới rơi vào hoàn cảnh thế này. Lần này ta chắc chắn phải sắp xếp tất cả mọi thứ ổn thỏa thì mới xuất hải. Như thế mới có thể yên tâm. Hơn nữa nếu mà lần này không có trở về được, chảy đầu này coi như là việc cuối cùng ta có thể làm cho nương của ngươi. Trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, các phàm nhẹ nhàng chảy cho sở Quynh Thành một chút. Tước Nhi nhìn thấy không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu cũng là một mảnh cô đơn. Tiên sinh thật sự là một hạng người trọng tình. Lão Phu trước kia cũng đã từng gặp qua rất nhiều tu giả ma đạo trong đó không thiếu cao thủ có đại lĩnh ngộ trên ma đạo. Đều là hạng người đoạn tình tuyệt nghĩa vô tình lại không có ai si tình như tiên sinh. Thậm chí so với cao thủ chính đạo chỉ có hơn chứ không kém. Lần này đại cung phụng của tuyết phòng tứ lão ở ngoài kết giới thấy vậy cũng không khỏi động lòng có một chút cảm thán nói hiện giờ nhìn từng lời nói hành động của tiên sinh nhưng mà không có nửa phần bộ dáng của người trong ma đạo chỉ là nghe nói thủ đoạn trước kia của ngài tựa hồ không có ôn tồn như bây giờ chẳng lẽ nói tiên sinh là dứt bỏ ma đạo hay là đạt tới một tầng cảnh giới mới mà chúng ta chưa có từng thấy qua điều này thật sự làm cho bọn chúng ta nghi hoặc trong lòng thở ra một ngụm trọc khí trát phàm bất đắc dĩ liếc nhìn bọn họ cười khổ lên tiếng cái này ai biết được một chữ tình là cấm kỵ ma đạo nhưng mà gia sư lại từng nói đây là một tầng cửa ải của ma đạo kết quả là ta nghĩa vô phản cố ném vào lại càng lúng càng sâu hôm nay ta cũng không biết ta đi tới chỗ nào rồi có lẽ là bởi vì đi lên một đoạn đường ma đạo hoàn toàn bất đồng với người khác đáng tiếc con đường này ta chỉ đi ra khỏi điểm khởi đầu, nhưng mà không biết điểm kết thúc ở đâu, khi nào là người đứng đầu. Có lẽ ta đi chệch khỏi quỹ đạo an toàn mà không biết rồi. Tiên sinh thật là to gan, đi theo con đường người khác chưa đi, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, chúng ta bội phục. Thật sâu khom người, Tuyết Phong Tứ lão đều là vẻ mặt kính nể bái hạ. Bất quá, nếu thật sự đi thành một con đường mới, quả nhiên khai thiên tích địa một đời tông sư. Chúng ta rất là mong chờ được nhìn thấy thời khắc vinh quang khi tiên sinh công thành. Bật cười lắc lắc đầu, trác phạm thở dài. Con đường phía trước mênh mông, bây giờ ta không có biết phải tiến lùi thế nào. Nói gì mà thành vinh quang? Chẳng qua con đường mình lựa chọn, cắn răng cũng phải đi hết. Người muốn ở bên nhau cả một đời, còn có đối thủ nhất định phải đánh bại thôi. Điều đang chờ ta, ta phải đi tiếp tình màng trong mắt chợt lóe trong mắt của trác phàm hiện lên một đạo kiên định tuyết phong tứ lão thấy vậy tựa hồ trong lòng cũng có cảm giác cũng đồng loạt khơm người tỏ vẻ kính ý nhưng mà lại im lặng không nói đúng lúc này sau một tiếng gian nhẹ cửa phòng giam đã bị mở ra đám người của lăng dân thiên ào ào xông vào nơi ẩm ướt âm u này phá vỡ bình tĩnh khó có được chỗ này tuyết phong tứ lão luôn ở chỗ này thủ hộ nghe được động tĩnh bất giác đồng loạt nhíu mày tựa hồ có một chút chán ghét cái tiếng động như vậy dù sao ba ngày nay bốn người đều là thế ngoại cao nhân người bị trông coi tên trác phạm này lại là tu giả ma đạo tinh tu rất cao ngày thường năm người tùy ý nói một câu đều lẫn chứa đại đạo chí lý làm cho người ta thương tiếc lẫn nhau cho nên tuyết phòng tứ lão ở chỗ này mặc dù là giữ chức trông coi nhưng mà trong lòng có bốn người sớm quên điểm này bọn họ cùng với Trác Phàm nói chuyện với nhau, phản phất như nói chuyện kinh luận đạo, hưởng lợi rất nhiều. Đối với tâm tình của bản thân cũng có xúc động rất lớn. Nhưng giờ khắc này, đám người của Lăng Dân Thiên nhất thời xông vào, mang vào một cổ thế tục hồi thối khó chịu, làm tâm tình điềm đạm của bốn người bất giác hơi rung động, trong lòng cũng có một chút không vui. Cái này tựa hồ tiểu hài tử đang ngủ ngọt ngào, đột nhiên đã bị bừng tỉnh, sau đó bị lôi khỏi giường, tâm tình buồn bực. Tuyết phong tứ lão cũng là như thế, chính đạo vốn là con đường xuất thế, bọn họ cùng với trác phàm luận đạo, vừa rồi sinh ra một cổ cảm giác thoát khỏi thế tục, lại nhất thời bị cái tiếng nổ lớn này kéo trở về thế tục, sắc mặt theo đó trầm xuống. Bất quá, bọn họ vẫn tự biết mình, thân là cung phụng của Hải Minh Tông, tông chủ đột nhiên giá tới, khẳng định là có chính sự rồi bọn họ không có tiện tức giận, chẳng qua là hướng tông chủ hành lễ, cũng tự nhiên bỏ qua. Có lẽ cũng là bởi vì cấp bách, hoàn toàn không có chú ý tới bốn người không vui. Lăng dân thiên tiến vào liền đi thẳng tới chỗ của trác phàm, khom người bái một cái, dội dàng nói, trác tiên sinh, hôm nay lão phù đến đây có một việc quan trọng muốn thỉnh giáo. Ta biết, Ngươi biết sao? Đúng vậy, tính toán hẳn là đã đến ngày rồi không khỏi cười trác phàm mới dừng lại đại nghiệp chạy tóc trong tay nhìn về phía cái đám người hấp tấp xong vào nói kiểm tình đế quốc trung châu hẳn là đã hành động sao thân thể nhịn không được run lên lăng dân thiên bất giác kinh hãi tiên sinh làm sao mà ngươi biết cái này còn cần phải nói sao bộ dáng lăng tông chủ nóng nảy như thế khẳng định đã xảy ra đại sự rồi không phải là phong thiên kiếm bị mất thì chính là trung châu có hành động thậm chí ngay khi mà phong thiên kiếm bị mất cũng chưa có thấy người sốt ruột như vậy không khỏi cười tạ một tiếng trác phàm bước tới khẽ cúi người ngồi xuống phía dưới lập tức liền có một gã hộ vệ bưng ghế dựa đặt dưới mông quán, vừa lúc ngồi lên cuối cùng cũng chỉ có trung châu hành động thế lớn mới có thể làm cho lăng tông chủ luống cuốn tay chân như vậy thôi đồng tử nhịn không được co rụt lại mọi người nghe được cái lời này trong lòng bất giác đồng loạt rùng mình ánh sáng hy vọng trong mắt càng thêm sáng lạng. Trác phạm này quả nhiên là danh bất hư truyền, luận tài trí đúng là không phải hạng tầm thường. Đoán chuyện như thần, như vậy đối với kỳ mưu diệu kế của bác lý kinh dĩ, hắn có biện pháp ứng đối không? Nghĩ tới đây, trái tim của mọi người không khỏi càng thêm đập thình thịch. Ánh mắt nhìn về phía trác phạm, quả thật không có khác gì một vị cứu tinh. Thượng quan phi hùng càng là dễ mặt kích động nhịn không được giật dây nói lăng tông chủ lão phu đã sớm nói trác công tử tài trí vô song loại vấn đề nan giải này tìm hắn giải là được rồi ngài còn sửng sốt cái gì chứ còn không mau thỉnh giáo trác công tử phá địch chi sách các bạn vừa nghe xong tập 224 ma hoàng trọng sinh cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt